Đây đây, mời anh lên trước. Đây, mời anh lên đây. Anh. Con chào cha, con chào công đoàn ạ. À. Con thưa cha là con bỏ chùa 30 năm nay rồi. Con năm nay 52 tuổi. À, con 52 tuổi bỏ chúa 30 năm. Rồi, bạn khoan khoan từ từ. Làm sao? Con quay lại chúa được 5 ngày hôm nay rồi ạ. Hallelujah. Một người được ơn quay trở lại, cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người sám hối, vì một người hoán cải. Chúng ta mới có một bữa tiệc thịnh soạn ngày hôm nay. Từ ngày 18 năm, 20 năm, 28 năm, 38 năm, anh là bao nhiêu con năm? Con là Du Xe Nguyễn Tiến Hào. Đấy, bố mẹ con đưa con vào đây 4 năm hôm nay. Đây hai bố mẹ con đây. Mời ông bà đứng lên ạ. Mời ông bà đứng lên. Rất tiếc là ông bà không lên được với con. Ông lên được không? Bố con bao nhiêu tuổi? Bố con 82 tuổi. Bố con 82, mẹ con? Mẹ con 80. Vâng, thưa anh chị em, thấy hình ảnh của một ông cụ, hai ông bà đều đồng bạc hết, 82 tuổi, ông và bà 80, mà được mấy người con? Nhà con 9 người con ạ. À, 9 người con, rồi có mấy người đi hoang? Sao ạ, cha nói? 9 người con, nhưng mà chỉ có một người con này đi hoang, đúng không thưa ông bà? Vâng. Vâng, và ông bà là hôm nay là người vui nhất vì con của mình sau 30 năm. Mà đích thân cả hai ông bà mãi ở đâu? Con ở từ tỉnh Yên Bái mà con ở phía ở Tây Bắc cách đây hơn 2.000 cây số. Vâng, mãi Tây Bắc hơn 2.000 cây số. Chúng ta dắt ông bà lên đây dùm cho mọi người gái. Có hình ảnh nó quá tuyệt vời. Mình dập ghế lại cho mấy ông bà lên làm ra một tràng hoa tay thưa anh chị em. Mời ông đây, đứng đây. Đây, mời bà đứng bên cạnh. Đây là ôm lấy thằng con của mình. Cảm ơn cha. Con cứ vào đây là con chảy nước mắt, con khóc thôi cha. Cứ chảy nước mắt con khóc thôi. Đấy. Cha, con chiều nào con cũng đi làm lòng thương xót để cầu nguyện cho con để biết quay đầu về mấy Chúa. Dạ, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Con được nghe đài của cha không? Đợi con ăn năn trở lại cùng Chúa. Con cảm ơn Chúa. Vâng, thưa anh chị em, có hình nào nó tuyệt vời hơn? Đây là người cha, người mẹ sinh ra con lần thứ nhất. Mà hôm nay, lòng thương xót Chúa sinh lại đứa con của mình lần thứ hai. Biết bao nhiêu người làm cha, làm mẹ ngày hôm nay đang phải đau khổ vì đứa con của mình sinh ra nó lành lặn, mình sinh ra nó ngoan ngoãn, nó lớn lên nó đạo đức tốt lành, mà tại sao bây giờ nó lại như thế này? 30 năm nó bỏ Chúa, 30 năm nó dính vào xì ghe ma túy, 30 năm nó phạm bao nhiêu là tội lỗi. Cái áo trắng mà ngày xưa bố mẹ bế con lên cách đây bao nhiêu năm? Bao nhiêu tuổi? À, con 52 tuổi. Cách đây 52 năm, bố mẹ bế con đến nhà thờ và khi rửa tội trao cho con tấm áo trắng. Tấm áo trắng tinh tuyển ấy mà 30 năm nó bị hoen ố bởi xì ke, bởi ma túy, bởi biết bao nhiêu những tội lỗi mà xã hội, nó ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của môi trường chung quanh, ảnh hưởng của bạn bè xấu, làm cho thằng con của mình 30 năm y như là bà Monica. Monica chỉ có 20 năm thôi thưa anh chị em. Còn đây là 30 năm bà mẹ cứ vậy mà cầu nguyện tha thiết cho con của mình được quay trở về với Chúa. Bây giờ ông thấy vui như thế nào? Sung sướng lắm ạ, cảm tạ ơn Chúa. Còn cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Làm sao mà mãi từ Yên Bái vùng Tây Bắc cách đây hơn 2.000 cây số mà ông bà lại biết mà lặn lội đến tận đây để đưa con vào đây? Cha, xã của con có nhiều người đi vào trong giáo điểm tin mừng này để cha cho máy về, họ lại cho con này, con lại cho con đọc, nó thâm thía, nó ăn ăn trở lại cùng Chúa. Bây giờ bà thấy sao? Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con mừng lắm ạ. Vâng.
anh thấy sao? À, con vào đấy con không nghĩ là đông, công đoàn đông như này. Từ lúc con vào hôm qua giờ con cứ chảy nước mắt, con khóc, con không nói được cái gì cả. Con cảm động lắm. Dạ vâng. Con bây giờ con không nói được cái gì cả. Vâng. Thưa anh chị em, công đoàn và cảm ơn cha và tạ ơn Chúa. Thế thôi, con chỉ biết nói vậy. Bây giờ thì người ta mới thấy được là ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu buông trong gió, và để nghe dời dạy nghĩa yêu. Đây, dời đang dạy nghĩa yêu cho chúng ta. Dạy nghĩa về lòng thương xót như thế nào qua nghĩa nặng tình sâu của người cha, người mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người cha, người mẹ sinh ra đứa con chẳng vui gì hơn khi thấy con mình lớn lên thành người, thành người con của Chúa. Mà nỗi buồn, nỗi đau nhất của người cha, người mẹ không phải là nó tàn tật, không phải là nó đau ốm, bệnh tật thân xác, nhưng mà là linh hồn của nó đã bán cho ma quỷ, nhưng mà con người của nó đã thuộc về bàn tay của Satan. Người mẹ sinh ra đưa nó đến nhà thờ để nó làm con của Chúa, rồi môi trường, bạn bè xung quanh đã kéo nó vào tay của ma quỷ. Phải giằng giật ghê gớm lắm, tóc đã bạc, chân đã mỏi, lưng đã còng mà vẫn lặn lội hơn 2.000 cây số vào đây để đưa con mình đến với lòng thương xót của Chúa. Nó mới trở lại cách đây đúng 5 ngày thôi, thưa anh chị em. Chúng ta đúng như ông, đúng như bà, và anh ấy nói con không biết nói lời gì, không biết diễn tả như thế nào. Hãy thinh lặng mà cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên gia đình này. Ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm? Dạ, 62 năm ạ. 62 năm được mấy người con? Dạ, được 9 người con ạ. Vâng, thưa anh chị em, điều gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly? Con đi ra để cho ba má con lại gần với nhau. Đây, hai ông bà cầm tay nhau 62 năm đầu bạc răng long mà vẫn còn hạnh phúc như thế này. Ông hôn bà anh gái. Thì cha thì con được Đức Cha Long làm phép 62 năm cho vợ chồng con ạ. Con cảm ơn Chúa. Bà có muốn đi lấy người khác không? Dạ, con không ạ. Còn ông? Dạ không ạ. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông bà, biết có gì để mà gửi tặng đây. Đây gửi tặng cho anh bạn tấm ảnh lòng thương. Con có ảnh lòng thương xót Chúa chưa? Gửi cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đọc nha. Có ảnh lòng thương xót rồi. Bây giờ ông bà đây tặng cho ông cái quạt. Ông biết ông dùng cái quạt này để làm gì không? Quạt cho ai? Quạt cho nhà con ạ. Quạt. Dạ. Em ơi, quay lên đây với anh. Chúa tôi. Thôi dắt nhau. Nhìn cái đầu cho ông bà đi xuống cho nó dễ.